Em tên là Tần Thu Hà. Em năm nay 22 tuổi. Em làm ruộng, hái rau lợn, cho lợn gà ăn, đi chăn trâu. Đây là thôn Sải Duần ạ, 11 năm. Bố em làm y tá thôn bản, nhưng mà phụ nữ ở đây không cho đàn ông đỡ đẻ, nên họ thường hay đẻ ở nhà. Nó họ tự đẻ ở nhà mà không có ai giúp thì sẽ dẫn đến tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh. Trước Samaritan First đã cho em đi học lớp cô đỡ thôn bản tại trường y Lào Cai. Ngoài ra còn hướng dẫn cách chăm sóc bà mẹ mang thai, cho con bú, uống viên sắt và trẻ suy dinh dưỡng. Sau khi em đi học lớp cô đỡ thôn bản về thì chị em trong thôn rất là vui. Họ gọi thì em xuống. Với vai trò là một cô đỡ thôn bản thì thường thường em đi cân đo trẻ, báo, tư vấn cho các bà mẹ ăn uống, sau đẻ thì cho con bú. Con nó được 2 tuổi, nó không bị mấy nó để. Nó có lo lắng thì không biết làm như thế nào. Nó vui, nó chỉ cháu Hà không tăng cân. Rồi nó Hà lấy cái đo tai này. Con nó ăn sản phẩm dinh dưỡng, cảm thấy vui, nó cảm ơn. Em cưới nhau năm ngoái, năm em 18 ạ. Em bị đau bụng quá, sao lại cái lúc đấy thì em chả biết thế nào, em rất là sợ luôn. Thì đấy kiểu em chả kiểu lần đầu tiên em bảo chồng gọi điện cho chị Hà đi xe xuống. Khi đấy em cảm thấy rất là mừng và em yên tâm luôn. Chị Hà là chị đi cùng và là em đi xe máy xuống huyện. Em bé thì cũng khỏe mạnh là con trai. Sau khi sinh thì chị Hà cũng đến thăm hỏi. Chị Hà tư vấn nhiều cho em, để bảo em là cho con bú sữa mẹ. Điều khiến em yêu thích nhất là khi em đỡ được một đứa bé ra đời, cứu được một mạng sống để giúp người dân hạn chế